Tưởng chia sẻ thêm cái kinh nghiệm dùng ActiSell ở ngoài miền Trung đi Tưởng. Dạ, em cũng muốn chia sẻ thêm với lại các quý anh chị và các bạn thêm về cái sản phẩm ActiSell nữa. Thì cái ActiSell á, thì thực ra thì nó là một cái hệ nấm men hoàn toàn mới kết hợp với lại selenium hữu cơ rất là mạnh mẽ, và nó sẽ giúp, ở đây là sẽ giúp con tôm bắt mồi nhanh hơn, ruột to nhanh này, tiêu hóa nhanh và hấp thụ tốt hơn rất là nhiều. Còn khi mà dùng thực tế thì em thấy là mình sẽ trộn cho ăn, ví dụ như phòng bệnh thì trộn cho ăn khoảng tầm 3 gram trên một ký thức ăn. Còn nếu mà mình muốn can thiệp mạnh hơn nữa, ví dụ cái đường ruột của mình nó mỏng hơn, thì mình sẽ đưa vào 5 gram trên ký thức ăn. Và trước khi dùng thì mình sẽ ngâm ngâm xong bắt đầu mình cho một ít đường vào đó. Các anh chị ngâm cho em giúp trước khoảng tầm 10 15 phút. Thì khi mình ngâm á, mình sẽ bỏ vào một cái ly, bỏ vào một cái xô mình ngâm, mình cho nước nước ngọt vào mình ngâm đó, thì ngâm khoảng 15 đến 20 phút là các anh chị thấy là nó sẽ sinh khối này. Mình sẽ nhìn thấy là cái hoạt hóa của cái tốc độ hoạt hóa của nó sẽ rất là nhanh. Đó. Thì khi mình trộn vô, nó sẽ bổ sung một cái hệ nấm men có đặc tính hoạt hóa nhanh hơn này, rồi nó tăng tăng cường cái hệ miễn dịch và nó chống oxy hóa, và nó khi trộn vô thì nó sẽ tích trữ được cái cơ thịt cho cái đàn tôm của mình, và giúp con tôm nó hấp thụ thức ăn tốt hơn, thì nó sẽ tự sẽ săn chắc hơn ạ. Dùng Acticel thì sẽ mang lại hai cái tác dụng kép cho mình. Thứ nhất là về cái sức khỏe đường ruột, nó sẽ tốt hơn, nó thích nghi được, nó sẽ hỗ trợ được, đặc biệt là nó sẽ hỗ trợ được, nó sẽ chống lại được những cái một vài những cái vi khuẩn cơ hội cho mình. Và đặc biệt ở đây hay nữa là tại vì giờ gần như quý khách hàng ai gần như cũng 90% quý khách hàng nó cũng sử dụng kháng sinh, nên là cái này đặc tính mạnh mẽ và hay hơn là nó có thể trộn chung với lại kháng sinh được, và nó không bị ảnh hưởng bởi hoạt lực của kháng sinh. Thì các quý khách hàng mà như ở khu vực của em thì thường hay dùng, ví dụ như dùng một vài các dạng kháng sinh C4 các thứ, hoặc những dạng kháng sinh kia, thì đều làm cái đường của con tôm nó sẽ nhỏ lại. Và nếu mà mình cứ chỉ dùng kháng sinh như vậy và mình không có hỗ trợ cái đường ruột cho nó, không có hỗ trợ giải độc gan cho nó, thì con tôm khi mình dùng nhiều quá thì con tôm nó sẽ không hấp thụ được cái kháng sinh đó, và nó sẽ một vài đàn tôm của mình sẽ bị lờn thuốc nữa. Cái Acticel ở đây á, nó sẽ làm cho các quý khách hàng và anh chị thấy nhanh nhất, đặc biệt là vào mùa lạnh ở khu vực từ Bắc miền Trung ra tới miền Bắc, là về mùa lạnh là cái khả năng mà con tôm nó hấp thụ nó sẽ kém hơn. Thì cái Acticel nó là một sản phẩm cực kỳ hữu hiệu và hỗ trợ cho các quý khách hàng của chúng ta nuôi tôm trong mùa đông và nuôi tôm trong những cái thời tiết thay đổi, ví dụ như một vài cái thời tiết chẳng hạn như là mưa mưa dông thay đổi, hoặc là khi mưa dông thay đổi thì cái môi trường của chúng ta bị biến động và những cái sắt tạo tảo của tôm ăn vô nó sẽ bị khể cái thành đường ruột ra, thì cái Acticel nó sẽ chữa lành được ruột rất là tốt. Nó hỗ trợ những trường hợp ví dụ phân trắng này, phân nổi, phân lỏng cũng tương đối mạnh, và đương nhiên là mình sẽ kết hợp thêm vài cái sản phẩm nữa chứ không một mình nó làm được. Nó chỉ hỗ trợ và mình dùng tốt nhất là mình nên phòng ngay từ đầu. Phòng ngay từ đầu thì nó sẽ ổn định cái hệ sức khỏe đường ruột của đàn tôm mình, thì mình sẽ bớt đi một yếu tố là khỏi phải lo nghĩ về đường ruột nữa. Đường ruột to, khỏe, dài, vậy là ok đấy ạ.